Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với Adam Mobile. Mọi người mua máy thì liên hệ qua số Zalo 0344 999 456 hoặc địa chỉ Facebook fanpage là Adam Mobile. Ok, bây giờ em giới thiệu chi tiết về máy muốn xem người. Thứ nhất là con máy về Smart nhá, 4 nhé, bản giam 6 bộ nhớ 64, em bán với giá là 1 triệu 6 nhé. Ngoại hình của máy thì đẹp kem rồi, siêu nâng siêu màn vẫn còn nhé. Viền này, nét căng luôn, chân sạc tay si có hỗ trợ sạc nhanh. Màn hình tràn viền độc lỗ nhá, hiển thị đẹp, không có bị ám mố chứ cả, trong veo. RAM của con này nó là ram 6g, ram 6g này và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64g. Tất cả chức năng thì đều ok hết pin trâu nhá pin 5000 có hỗ trợ sạc nhanh. Phụ kiện đi kèm thì nó có củ sạc nhanh 18w này, cáp sạc này. Bên này thì nó có một uh, một phụ kiện nhỏ nữa. Trong cái hộp này thì nó có cây chọc sim và ốp lưng silicon nhá sách hướng dẫn sử dụng. thì con này nó chỉ thiếu mỗi miếng dán cường lực và tai nghe thôi. Mọi người lấy thì em sẽ tặng thêm. Uh, mình dán cầu lục vào tay nghe cho mọi người nhé không thiếu bất cứ phụ kiện gì cả RAM 6 bộ nhớ 64 Em bán với giá là 1 triệu 6 nhé Vsmart Joy 4 nhé Còn con này là con Vsmart Nine 4 nhé Đấy, Con này RAM 6 bộ nhớ 64 Em bán với giá là 1 triệu 8 nhé Nine 4 thì bán cao hơn so với Joy 4 là 200 nghìn Máy thì cũng đẹp keng luôn Không có để chê cả màn hình này vẫn còn siêu và trên siêu này thì có in một số cái thông số cơ bản của máy con này nó chạy chip của Qualcomm Snapdragon 675 bộ 4 camera AI 48MP siêu chụp đêm màn hình tràn viền đục lỗ rộng 6,53 inch pin 5000 và có hỗ trợ sạc nhanh nét căng luôn bộ 4 camera AI này 48MP đây em bỏ siêu ra cho mọi người xem này không một tỷ vết luôn không một vết xước và không có một vết ám ố nữa cả màn hình tràn viền đục lỗ rộng 6,53 inch ram 6GB này và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64 mươi bốn năm nghìn có hỗ trợ sạc nhanh tất cả mọi chức năng hoàn hảo ok hết máy đẹp kem phụ kiện đi kèm thì nó có củ sạc nhanh 18 tám w này cáp sạc này bên này thì nó cũng có một cái hộp phụ kiện nhỏ nữa này đây cũng có một hộp phụ kiện nhỏ có cây chọc xi si và ốp lưng silicon sách hướng dẫn sử dụng nhé con này cũng chỉ thiếu mỗi tay nghe và miếng dán cường lực thôi mọi người lấy thì em sẽ tặng thêm tay nghe và miếng dán cường lực cho mọi người nhé Đấy, bán người là 1 triệu 8 nhé, với Smart Light 4 nhé Còn con này là con uh, 9T Con này pin uh, của nó là 6 000 nhé Bản răm 6 bộ nhóm 28 em bán người giá là 2 triệu rưỡi nhé Đấy, Con này pin cực kỳ trâu, pin 6 000 nhé Máy thì cũng đẹp keng luôn, không có gì để chê cả Nét căng luôn nhé Không một tỷ vết, màn hình đẹp này Không một vết xước, không một vết ám ố đâu cả Đấy, Hiển thị này, trong veo, cấu hình cũng rất là ok nhé ra của nó là 6 g và bộ nhớ là 128 g pin cực kỳ trâu 6 nghìn nhá phụ kiện đi kèm thì nó có bộ sạc nhá củ cáp sạc mọi người lấy thì em sẽ tặng thêm uh, miếng dán cường lực cho mọi người ốp lưng uh, máy này thì ngày em không có thì tặng được cho mọi người miếng dán cường lực thôi bạn người giá là hai triệu rưỡi nhá con này là con Vsmart smart joy 3 này bản việt hai sim mọi người là 1 triệu một triệu mốt nhá nâng zin thì nhưng mà hơi sức răm rồi vì nó cũng chỉ sức răm thôi chứ không có bị cần mót gì đâu màn hình thì đẹp xuất sắc luôn không một vết xước không có một vết ám ố nó cả Để ra một con này nó là ra 4 g nhá đây, mọi người chờ chút em sẽ cho mọi người xem cái bộ nhớ ra của nó ra của nó 4 g này và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64 g ra 4 bộ nhớ 64 pin 5.000 pin rất là trâu màn hình to đẹp tràn viền khuyết giọt nước nhá Đấy, giá thì có triệu mốt thôi cho phiên bản ra 4 bộ nhớ 64 còn con này là con Samsung A6 này, bản Việt hay sim, bán người là 400 nhá ngoại hình thì cũng có bị xước mót rồi, và nó bị mất kính cam. con này cam nó bị bụi vào, nên là cái cam nó bị mờ. còn đâu chức năng khác thì ok nhé. chỉ có cái kính cam nó bị mất nên là nó mờ cam thôi. còn chức năng khác thì ok. màn hình con này nó là màn hình thay rồi. nhưng mà nó vẫn hiển thị và cảm ứng ok nhé. hiển thị thì nó cũng hơi ố sáng một chút. nó hơi ố sáng một chút. cần nhờ cảm ứng thì ok. ram của nó là ram ma. 3 g bộ nhớ trong là 32 g ram 3 bộ nhớ hai nói chung là để nghe gọi rồi dùng các cái tác vụ cơ bản như là Facebook, Zalo, TikTok, YouTube các thứ thì đều ok hết nhé. nhưng mà YouTube các thứ thì con này vẫn ok ngon. Nói chung là giá thì bằng cái màn hình của nó thôi. Đây là đúng giá linh kiện rồi. Mọi người đi mua một cái màn hình này thì em cam kết mọi người nó cũng thể rơi vào tầm ba bốn trăm nghìn rồi. Đó. Đó. cái con này em bán đúng bằng cái giá màn hình thôi, bốn trăm nghìn nhé. Mọi người có thể về thay uh, máy bàn phím nghe gọi, là xem Youtube, nghe nhạc, rồi treo app, treo game thì tùy mọi người nhé Giá là 400, A6 nhé, giá 3.32 Còn con này cũng là con A6 này, con này thì bị vỡ kính cam à. Nói chung là tình trạng uh, con uh, máy A6 này thì nó như nhau nên bán bằng tiền nhau cũng là 400 nhé Và ở đây thì em có hai con này, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 18 con A6 đây là đều là 18 con A6 hết nhé và nó cũng đều ở chung một tình trạng là vỡ kính cam Đấy, và đây này nó vỡ kính cam và cam bị mờ còn nó màn hình thì không bị vỡ nhé Đấy, màn hình thay rồi nhưng mà không bị vỡ vẫn hiển thị và cảm ứng ok Đấy, 18 con này cùng một tình trạng nên em bán đồng giá 18 con này là một là 400 nghìn nhé 18 con A6 400 nghìn cho mọi người tình trạng như nhau Đấy, nó đều bị vỡ kính cam nên là dẫn đến cam đều bị mờ hết tình trạng ngoại hình thì cũng có bị xước móc nói chung là như nhau hết 18 con như nhau em bán bằng tiền nhau hết cũng là đều, đều bản việt hai sim hết nhé giá là 400 bản việt hai sim còn con này là con nốt 20 mươi ultra này IMEI của nó là không năm chín bản mỹ hai sim khoảng 16 sáu triệu rưỡi nâng đẹp viền hơi sức nhẹ tí tí thôi một vài vết chấm kim thôi nhé màn hình không xước nhưng mà hiển thị màn hình thì hơi ám nhẹ một chút tí nhé ám siêu nhẹ luôn người ám phân màu tí tí chỗ phần thanh điều hướng thôi ám siêu nhẹ thôi đúng mà mọi người không tin có khi không phát hiện được độ ám của này còn nhìn qua cam thì chắc chắn là không thấy được thì nó ám siêu nhẹ da của nó là 12 g bộ nhớ là 128 g bản 5 g nhé nên là da của nó là 12 g camera này nét căng luôn góc siêu rộng này TN có thứ này zoom tối đa là 50x nhé bản này là 6 triệu rưỡi nhé con này con m335g màu đen bản hàm một xin khoảng hai triệu chín nhá Đấy, ngoại hình thì đẹp keng rồi nói chung là chỉ có một vài vết chấm kim không đáng kể gì cả nét căng luôn nhá à, màn hình này không một tỷ vết không có một vết xước hay là một vết ám ố đâu cả Đấy, hiển thị này nét căng luôn và con này máy uh, tầm trung thôi nhưng mà nó rất là nhiều những tính năng cao cấp Đấy, màn hình của nó là màn hình 122 trăm hai mươi Hz này tốc nên là tốc độ quét của nó rất là nhanh trượt rất là mượt mà nhá và có hỗ trợ sạc siêu nhanh sạc 25W sạc siêu nhanh giam 6 bộ nhớ 128GB pin 5000 nhé pin rất là trâu giam 6 bộ nhớ 128 màn 120 hè có hỗ trợ sạc siêu nhanh đây em sẽ sạc thử cho mọi người xem nhé nó sẽ báo sạc siêu nhanh rất ít những con máy tầm trung có những công nghệ này rồi, đây, sạc siêu nhanh pin 5000 nữa pin rất là trâu nhá đáng là 2 triệu 9 này. Con này là con M335G, máy màu xanh nhá, con kia màu đen, con này màu xanh, bản hàn màu xin, bản người là 2 triệu 9 Đó. Nét cắt luôn, nó chỉ khác màu thôi, còn đâu tình trạng thì đẹp như nhau, đẹp kem sao mấy luôn Màn hình này, không có một tỷ vết nào cả, gian 6 bộ nhớ 128, màn 120 hz rất là mượt mà luôn Pin 5000, bán người cũng 2 triệu 9 nhá, nó chỉ khác màu thôi, một mà con này màu đen, một con màu xanh Hai con tình trạng như nhau, bán bằng tiền nhau Con này là con S21 Ultra, Ý mây của nó 136 bản hàn một ship nó 8 triệu 2 nhá Nâng đẹp, viền đẹp nhá Viền thì một vài vết chấm kim tí tí thôi, không có đáng kể gì cả Màn hình đẹp, không xước, không ám à mối cả Hiển thị này, nét căng luôn Để Ra một con này 12GB, bộ nhớ 256GB nhá Để Màn 120 hz rất là mượt mà luôn Đấy, Mọi chức năng hoàn hảo, ok hết Cam của con này thì nét căng rồi, cam trước này, cam sau này Và zoom tối đa của nó là 100x nhá S21 Ultra, bằng 8 triệu 2 này phải là con S8 Plus nhé Email của nó 096 bản Hàn một SIM báo về 800 Nâng zin có bị sức nhẹ rồi hơi sức rồi Viền có bị sức răm rồi nhé Màn hình không xước Hiển thị màn hình thì cũng có bị ám lưu hình Đây, Có bị ám điều hình Nói chung con này ám ở mức độ vừa thôi Nhưng con này thì cũng có bị chết điểm cảm ứng ở phần trên này Đây nhé, em thử thử cảm ứng cho người xem này Đó. Phần dưới thì cảm ứng ok Đây, Dưới cảm ứng ok, nó chỉ có phần trên này, Khoảng tầm uh, hơn 1cm chỗ phần trên này thì không cảm ứng được nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến uh, mình thao tác các cái ứng dụng đâu ví dụ như mình nghe gọi này mình bấm số nghe gọi các thứ ok đó. chỉ có cái là mình không thể vuốt được cái thanh thông báo xuống như thế này thôi không thể vuốt được thanh thông báo à, không thể vuốt được thanh thông báo mình không thể xem thông báo thôi còn ví dụ những cái icon ở trên đầu nhé à, ví dụ mình icon ở trên đầu này mình vẫn ấn bình thường à, những icon này à, gờ méo từ đấy ở à, những icon ở trên đầu này vẫn ấn bình thường chỉ có thanh tìm kiếm này thì không ấn được này đó à, nói chung là nó không ảnh hưởng gì nhiều nói chung là mọi người vẫn dùng tạm chữa cháy treo game treo app thì ok hết nhé bán búng bằng giá bên 800.000 thôi S8 Plus nhé con này uh, RAM của nó là RAM 4GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64GB Đây. bộ nhớ 64 này Đây. RAM của nó là 4GB nhé S8 Plus nhé màn hình OLED cong này bán với 800 cũng là giá bên thôi con này con Redmi 10A bản Việt 2 sim bán với 1 triệu 3 nhé ngoại hình cũng có bị xước móp rồi xước à, móp rồi nhé hơi sướng bao dòng một chút thôi màn hình thì đẹp không xước không ám mố gì cả hiển thị nét căng luôn ra một con này nó là ram uh, 4 gb nhá người chờ chút em cho mọi người xem cái bộ nhớ ra của nó đây ra của nó là 4 cộng 1 gb và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64 gb tại ra 4 cộng 1 bộ nhớ 64 bên châu nhá bán nguyên là 1 triệu 3 này có này là con A03 này bản Việt hay xin bán nguyên là 1 triệu 6 ngoại hình cũng đẹp kem luôn nâng đẹp viền đẹp màn hình đẹp nhá không có thể chê cả nét căng luôn pin uh, con này cũng rất là trâu luôn ra một con này nó là ra 3 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32 gb Đấy, mọi chức năng hoàn hảo, ok hết pin trâu, bán mình một triệu 6 nhé. Con này là con Poco M3, bản Việt hai sim, bán mình 1 triệu 8 nhé. Đấy, ngoại hình thì nó chỉ sức nhẹ thôi chứ không có bị cần móp gì đâu. Đấy, màn hình đẹp nhé, không xước, không ám ố gì cả. Mà, các cái tác vụ cơ bản thì nó chạy rất là mượt mà nhé ra một này nó là ra 4 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128 g nhá. Ra 4 bộ và giá là 1 triệu 8, 8 nhá. Và con S9 Plus này, IMA của nó 404 bản Việt hay xin nó 2 triệu 8. Nhưng bị sức giảm rồi, nhưng sức giảm khá là nhiều. Viền có bị uh, sức nhẹ thôi không cần mod gì đâu. Viền thì đẹp hơn nhá. Màn hình uh, trước thì có một cái vết xước uh, nông voi khá là sâu. Không phải nông mèo nữa. Đây, nông mèo thì nó tí tí như này, sâu này thì vào novo này. Con này màn hình hiển thị nó chỉ bị xước thôi nhưng mà hiển thị thì rất là trong nhá. trong veo luôn, không 1 tí à mố đâu cả. RAM của nó là 6 GB, bộ nhớ 128 GB nhá. S9 Plus thì nó có 3 phiên bản bộ nhớ 64, 128, 256. Thì con này nó có bộ nhớ là 128 GB. Đấy giá 2,8 triệu nó hơi xước nên là bán bằng bộ nhớ 64 nhá. Con, con S9 này, IMEI của nó 007 màn Mỹ 1 sim 22 triệu 2. ,2 nâng đẹp hơi xước nhẹ tí thôi viền chỉ hơi xước móp nhẹ thôi hơi cần móp nhẹ tí thôi không bị cần móp gì sâu đâu màn hình đẹp nhá không xước không ám mố gì cả hiển thị này nét căng luôn ra một con này nó là ra 4 gb cũng nhớ 64 gb mọi chức năng ok hết nhé bằng người hai triệu 2, 2, 2 này coi con s 10 e màu trắng nhá nâng đẹp viền một vài vết sức nhẹ thôi nói chung là ngoại hình thì còn rất là đẹp màn hình đẹp nhá không xước, không á mố gì cả, hiển thị, trong veo, nhỏ gọn thôi nhưng mà có võ nhá, giam 6 một nhóm hai chạy rất là mượt mà luôn màn hình âu nét cực kỳ mượt, bán người hai triệu tám này, f nhé e nhá, màu trắng, con này là con f e màu đen này, bản mỹ một sim mắm người hai triệu tám, hai con tình trạng như nhau, em bán bằng tiền nhau, nó chỉ khác màu thôi, đen và trắng, nâng viền cũng chỉ có bị xước nhẹ tí ti thôi, không đáng kể gì cả, màn hình đẹp, không có bị á mố gì cả, trong veo luôn ra một con này nó là RAM 6GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128GB nhé mọi chức năng hoàn hảo ok hết chạy rất là mượt mà bán người là 2 triệu 8 này trên đây những máy hôm nay em bán được rồi mọi người là máy gì cứ nhắn qua Zalo số 0344 9946 nhé Ok cảm ơn mọi người nhé chào mọi người